9 năm 2022, chúng tôi cùng với anh trưởng bản Lò Văn Thành, bản Ten Lúa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đến với bà con dân bản Ten Lúa, xã Núa Ngam, chúng tôi đến với gia đình ông bà Giảng Chom, cũng là nhân dịp sinh nhật bà Chom. Phải nói bà con ở đây rất hiếu khách, một nét văn hóa vùng miền đặc trưng trong tỉnh Điện Biên nói riêng. Nhân dịp sinh nhật bà Chom, các mẹ, các con cháu, nội ngoại mua bánh gato và quà để tổ chức cho bà. Ông bà rất vui mừng không xiết. Bà Chom chia sẻ cho hay, từ nhỏ tới giờ hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bây giờ phát triển kinh tế đổi mới, hoàn cảnh gia đình đã khấm khá. Lần đầu tiên được mọi người trong gia đình tổ chức sinh nhật cho, bà quá cảm động, được mẹ đẻ bà Quảng Thị Năm, cậu mợ và con trai cả, các con cháu trong gia đình cùng quyên góp mua cho một cái TV Smart thông minh. Vợ chồng ông bà ùa lên khóc, cảm động và nói cuộc sống bây giờ được đảng và nhà nước quan tâm, làng bản gia đình có một cuộc sống ổn định hòa bình, gia đình ông bà vui không tả. Khi đoàn chúng tôi chia tay với ông bà với món quà đầy tình cảm chân thật, cây trái từ gia đình chồng, thay mặt cho đoàn xin chúc ông bà Giảng Chom có sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Xin cảm ơn ông Lò Văn Thành, trưởng bản Ten Lúa, xã Núa Ngam. Đoàn xin hẹn gặp lại ông bà và bà con dân bản Ten Lúa một ngày gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi đến với gia đình ông bà Giảng Chom, cũng là nhân dịp sinh nhật bà Chom. Phải nói bà con ở đây rất hiếu khách, một nét văn hóa vùng miền đặc trưng trong tỉnh Điện Biên nói riêng. Nhân dịp sinh nhật bà Chom, các mẹ, các con cháu, nội ngoại mua bánh gato và quà để tổ chức cho bà. Ông bà rất vui mừng không xiết. Bà Chom chia sẻ cho hay, từ nhỏ tới giờ hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bây giờ phát triển kinh tế đổi mới, hoàn cảnh gia đình đã khấm khá. Lần đầu tiên được mọi người trong gia đình tổ chức sinh nhật cho, bà quá cảm động, được mẹ đẻ bà Quảng Thị Năm, cậu mợ và con trai cả, các con cháu trong gia đình cùng quyên góp mua cho một cái TV Smart thông minh. Vợ chồng ông bà ùa lên khóc, cảm động và nói cuộc sống bây giờ được đảng và nhà nước quan tâm, làng bản gia đình có một cuộc sống ổn định hòa bình, gia đình ông bà vui không tả. Khi đoàn chúng tôi chia tay với ông bà với món quà đầy tình cảm chân thật, cây trái từ gia đình chồng, thay mặt cho đoàn xin chúc ông bà Giảng Chom có sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Xin cảm ơn ông Lò Văn Thành, trưởng bản Ten Lúa, xã Núa Ngam. Đoàn xin hẹn gặp lại ông bà con dân bản Ten Lúa một ngày gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Giảng cho luôn sum vầy cùng gia đình với con cháu.
đình ông bà giảng cho luôn sum vầy cùng gia đình với con cháu. Chúc gia đình ông bà giảng cho luôn sum vầy cùng gia đình với con cháu.